Xin mến chào cô bác anh chị và các bạn thân mến Có bao giờ quý vị đã từng rơi vào cái cảnh mà Khi mà bản thân mình trước đó Mình đã cố gắng Mình sống hết lòng vì người thân gia đình của mình ở Việt Nam Mình làm lụng cực khổ Có bao nhiêu tiền bạc công sức đi chăng nữa Mình chỉ muốn là làm sao Cho gia đình của mình Và những người thân của mình ở Việt Nam Được sống trong một cái cảnh mà sung túc nhất Được ăn ngon mặc đẹp Nhà cửa thì được đề quề mình giúp đỡ hết lòng. Nhưng rồi sau đó, bản thân của quý vị đó đổi lại là mình nhận lại được những cái gì ạ? À? Đó là những cái lời cay đắng, đó là những cái sự phủ phàng và hơn thế nữa, đó là cái sự xua đuổi. Trong khi đó thì chính cái đồng tiền mà của quý vị mình đã bỏ ra thì đáng lẽ là những cái thứ đó thì nó phải thuộc về mình. Nhưng mà trước đó là chỉ vì là mình vì cái chữ tình đó quý vị mình không có tính toán một cái điều chi thì nay khi mà mình xa cơ thất thế mình tìm về những người thân gia đình của mình ở việt nam để mà cưu mang cưu mang mình thì họ lại có những cái lời nói quý vị hoặc là những cái thái độ mà coi như là hất hủi khiến cho bản thân của mình bị cảm thấy mình tổn thương có phải như vậy không ạ và thậm chí đó là có thật sự là trong bản thân của quý vị mình suy nghĩ là mình đã thật sự mình lầm khi mà bản thân của mình trước đó thì mình đã quá xem trọng cái mà gọi là cái tình cảm gia đình đó quý vị. Cho nên là mới có những cái sự việc mà nó đáng tiếc như là cái trường hợp ngày hôm nay nè. Và đương nhiên là trong cái xã hội này thì không phải gia đình nào cũng vậy. Thái võ cũng nói rõ ràng là không phải cái gia đình nào cũng vậy. Chỉ có một số thôi. Và như cái trường hợp ngày hôm nay thì sau khi mà Thái võ đọc qua cái câu chuyện này đó quý vị thì bản thân của Thái võ thì cũng cảm thấy mình đâu đó là mình cũng xúc cảm quý vị mình đồng cảm lẫn là mình xót thương cho cái hoàn cảnh của chị này nha quý vị nha và sau đây thì theo võ sẽ truyền đạt cái câu chuyện này cho tất cả cô bác anh chị chúng ta có thể cùng lắng nghe và sau đó thì sau khi mà quý vị mình đã nghe xong đó thì quý vị có thể rút ra được cho mình một cái bài học là chúng ta là những người việt nam mình sống ở nước ngoài mình sẽ thấy được một cái nhìn thực tế hơn về một cái mối quan hệ giữa bản thân của mình là người sống ở nước ngoài và những người thân của mình hiện đang sống ở Việt Nam. Và liệu là chúng ta có nên tiếp tục hay là chúng ta sẽ dừng lại cái mối quan hệ đó. Thì sau đây thì Thái Bỏ sẽ kể cái câu chuyện này cho quý vị mình nghe trước. Và sau đó cô bác anh chị chúng ta cũng có thể nhận định sao ở phía bên dưới cái phần bình luận nha quý vị. Và thưa quý vị thì cái câu chuyện này nói về cái số phận của những người phụ nữ Việt Kiều đó. Phải sống cái cảnh bơ vơ ở nơi xứ người trong cái độ tuổi U40. Sống không được mà đi về việt nam thì cũng chẳng xong ở cái xứ này thì phải nói là cái thời gian là quỷ như vàng đúng theo cái nghĩa đen của nó mọi người thì cứ mãi cuốn theo một cái nhịp sống công nghiệp lo làm ăn lo cho gia đình con cái cho nên là đối với tôi tôi có một cái hẹn với cái người bạn đời của mình mà mãi cho tới bây giờ mà tôi vẫn chưa thực hiện được ở xứ tây thì chị này làm quen và chơi thân với một vài đồng hương, cũng cùng học chung với nhau một cái lớp ngôn ngữ bản địa quý vị. Và cái lớp ngôn ngữ bản địa này thì do chính quyền thành phố tài trợ, giúp cho những người mà mới nhập cư đó thì được nhanh chóng hòa nhập với cái cộng đồng. Và lúc đó thì chị này thì cũng đã chạm ngưỡng 40. Nhiều lần trong giờ giải lao, có người hỏi chị chứ sao mà cái tuổi này mà chị không chọn một cái công việc nào đó ổn định tại quê nhà mà sao lại chị lại phải đi qua bên này làm gì? Thì chị ấy mới trả lời là thì con người ta đó ai cũng cần phải có người thân và một cái gia đình của mình ở bên cạnh. Hơn là mình sẽ bắt đầu một cái cuộc sống mới ở một cái đất nước nó hoàn toàn xa lạ với mình. Và chị cũng có nói là ai thì cũng sẽ có cái hoàn cảnh riêng và sẽ dẫn đến những cái quyết định lớn trong cuộc đời. Chị thì chị có tám anh chị em ruột quý vị. Và do là quê nhà đó, ở quê nhà đó thì làm ăn nó khó khăn quá. Và hơn thế nữa thì những anh chị em của chị đó thì ai cũng đã có một cái cuộc sống cho riêng mình. Và ở cái tuổi này đối với chị là một người mà không có nghề nghiệp ổn định, không có chồng con và chị cũng muốn là chị không không muốn làm gánh nặng cho gia đình quý vị và những anh chị em khác, không muốn làm gánh nặng cho những gia đình của mình. Sau đó thì thông qua một người bạn giới thiệu cho chị thì chị mới quen được cái người chồng của chị bây giờ nè là một người đàn ông Tây quý vị. Đã mất vợ rồi, nhưng mà cũng rất là cần một cái chỗ dựa tinh thần khi mà về cái tuổi già đó. Thì hai người mới đến với nhau một cách tự nguyện và vui vẻ. Trên cái tinh thần là tôn trọng lẫn nhau thôi, lắng nghe và cảm mến nhau. Và sau đó thì hai người đã kết hôn với nhau. Nhanh chóng ngay sau đó thì đã hưởng được những cái phúc lợi của xã hội của một cái người mới nhập cư. Và nhờ cái chính sách nhân văn của nước sở tại ngay sau đó ngay sau khi kết hôn thì chị cũng bắt đầu là chị dần dần chị đi làm chị gửi tiền về về quê để mà phụ giúp cho những anh chị em khác và người thân trong gia đình tuy nhiên thì thưa quý vị lúc này thì mới bắt đầu là người thân đó thì mới quý chị quý chị ra mặt luôn nha và thường xuyên gọi điện gọi điện thư từ thăm hỏi và động viên chị mỗi lần mà chị dẫn chồng đi về việt nam chơi đi về quê hương đó thì các anh chị em ruột mới đưa hai vợ chồng của chị đi thăm cái chỗ này đi chơi cái chỗ kia đi hết tham quan hết tất cả những cái địa điểm du lịch họ hàng thì người ta cũng thân thích người ta cũng không giấu được cái niềm tự hào trong gia đình khi mà có được một cái người con người cháu trong gia đình định cư tại một cái vùng đất mà không phải ai muốn tới cũng được hay mình có thể nói là nước ngoài đi Tuy nhiên thì bắt đầu là lúc này thì cái biến cố nó bắt đầu nó xảy ra quý vị. Cái sự may mắn nó không có mỉm cười với chị mãi mãi. Anh chị, hai người sống với nhau, chưa có được bao lâu hết. Thì trong một cái lần mà đi khám sức khỏe định kỳ đó, thì anh ấy đã được bác sĩ chẩn đoán là bị ung thư giai đoạn cuối. Cho nên là, thay vì là như chị nói, chị mơ về một cái cuộc sống mà coi như là hai người sẽ hạnh phúc đến hết cái tuổi già và sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Nhưng mà Cuộc sống thì nó không bao giờ mà nó như mình nghĩ đâu. Tận hưởng cái cuộc sống hưu trí chưa có được bao lâu. Thì giờ đây, những ngày tháng vất vả bận rộn của chị là chỉ xây quanh bên cái giường bệnh của anh ấy đó. Sau đó thì nửa năm sau, người chồng của chị qua đời. Và những đứa con của cái người chồng này nè, cùng với cái người vợ cũ và với cái luật pháp thì gia đình ở bên vợ của cái 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 anh chồng cũ này nè, thì mới gành lực pháp đó. luật pháp nắm ở trong tay mà. Thì đã tìm cách hất chị ra khỏi cái ngôi nhà mà bấy lâu nay hai người đã sống chung với nhau. Sau đó thì ở một cái nơi đất khách quê người, chị mới chơi với. Bơ vơ, không có một cái chỗ nào để mà nương nhờ hết. Và thưa quý vị thì theo như chị kể đó, thì lúc này những nhà hoạt động xã hội đó thì mới ra tay để mà giúp đỡ chị. Thuê cho chị một cái căn phòng nho nhỏ, nhỏ để mà làm một cái chốn dung thân. Sau đó thì khi mà tâm thế đã bình phục trở lại thì chị lại đau đáo nhớ về những người thân ở nơi quê nhà của mình. Lúc này thì chị mới lao ra ngoài để mà chị đi làm. Và đúng thật là như chị nói là cái đồng ngoại tệ nó có cái sức mạnh lớn lao lắm. Chỉ trong vòng 8 năm thôi. Nhờ chị chịu khó làm ăn và tích góp. Ngay sau đó thì chị đã gửi tiền về để mà lo cho hai cái đứa em của mình mua được hai cái căn nhà nhưng rồi thì cái sức khỏe của chị cũng yếu dần từ đó. Cái căn bệnh thấp khớp nó đã tìm đến chị. Và nhất là trong cái thời tiết ở nước ngoài đó, ở cái xứ lạnh đó nó lạnh lẽo lắm. Thèm và nhớ cái nắng ấm của cái miền Nam Việt Nam. Nhớ cái nắng ấm của miền Tây. Và chị nghĩ là khi mà cái tuổi già cô đơn, lẻ bóng, thì cái tâm lý của chị là lá rụng thì sẽ về cội. Chị mới lo giấy tờ, tìm cách để mà chị quay về Việt Nam chị hồi hương nhưng mà cái lần trở về gần đây nhất nè thì những cái đứa em của chị đó đã làm cho chị một phen coi như là vỡ mộng nha quý vị lúc này thì chị nói với hai đứa em của mình là khi mà chị về việt nam đó thì chị mới bàn bạc và chị nói với hai cái đứa em của chị là bây giờ đó thì chị về cái tuổi già nè thì chị rơi vào cái cảnh không có chồng không có con gì hết hai cái căn nhà mà chị mua cho hai đứa em đó thì phần lớn là nhờ cái công sức của chị Trước đó chị đã đi làm, chị tích góp Chị nghĩ cho các em, bây giờ chị mua cho các em Thì bây giờ thì chị muốn về đây chị hồi hương Và chị sẽ ở chung với một trong hai đứa, đứa nào cũng được Rồi lấy cái việc là chăm sóc các cháu của mình Để mà làm cái, cái niềm vui tuổi già đó Nhưng mà có ngờ đâu Cái lòng người thì nó vốn khó lường lắm Hai cái đứa em của chị thì Đứa này nó đùng đẩy cho đứa kia Đứa kia thì đùng đẩy cho đứa nọ Chẳng có người nào mà chịu chia sẻ cái nỗi lòng với chị hết. Lúc này thì khi mà chị đã bước vào cái tuổi xế chiều cô quạnh, những cái đứa em của mình, tụi nó chơi cháo, tụi nó nói là sao mà chị ở nước ngoài sướng vậy, mà cái chính sách cho người già ở bên đó thì cũng đầy đủ, mà mất mớ gì mà chị phải đi về Việt Nam chị hồi hương chi, làm cái gánh nặng cho những người khác chứ làm gì? Lúc này thì phải nói là thưa quý vị, chị ấy mới ngớ người ra hóa ra là một cái bài học đồng tiền và cái cách sử dụng chúng ở tầm cái tuổi này như chị đó vẫn phải phạm một cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời người đó là một cái bài học mà phải nói là quá đắt quá đắt giá với chị giờ đây thì cái tuổi già bơ vơ ở nơi xứ người chị ấy muốn quay trở về việt nam để hồi hương cũng không được mà ở lại để tiếp tục cái cuộc sống ở nước ngoài thì cũng chẳng xong và theo như chị kể thì trước đó thì chị cũng đã nhiều lần đó quý vị. Coi như là vì là thương các em của mình mà. Ba má thì không còn nữa, không còn trên đời này nữa. Bây giờ chỉ còn coi như là anh chị em mà đùm bọc nhau mà sống thôi. Chị làm lụng vất vả ở nơi xứ người. Có bao nhiêu tiền để chăng nữa chị gửi về cho tụi nó hết. Nhà cửa thì mua cho tụi nó để mà lấy vợ, gả chồng và sinh con đẻ cái. Và chị ấy là chỉ mong sao mà các em của mình nó có được một cái cuộc sống coi như là ấm êm ở quê nhà. Muốn nhà thì cũng có nhà nè, mà muốn xe thì chị cũng có mua xe cho. Tất cả chị đều chiều lòng hết. Nhưng nay không ngờ thì khi mà chị đã bước vào cái tuổi xế chiều đó, chị cần một người thân của gia đình, gọi là chia sẻ cái mà gọi là cái tình thăm máu mũ thôi. Mà họ nở lòng nào, hất hủi chị, đùng đẩy chị, đùng đẩy cái trách nhiệm cho nhau, xin lỗi là đùng đẩy cái trách nhiệm cho nhau. Khiến cho chị cảm thấy bị tuổi thân và có thật sự là trong lòng của chị bây giờ nè dường như thì đây là một cái vết thương mà nó khó có thể mà nó nó thành thẹo luôn khó thế nào mà lành được hay có thể nói là khó thế nào mà hàn gắn được thưa quý vị và thưa quý vị thì cái câu chuyện ngày hôm nay ít nhiều ở đây là cũng có những bà con cô bác anh chị mình ở nước ngoài có không ít cô bác anh chị ở mỹ hay là ở canada hay là ở úc hay là ở châu âu và thậm chí là những quốc gia khác và kể cả là những bà con, cô bác, anh chị mà mình sống ở Việt Nam đó Thì ít nhiều là mình cũng đang xem và đang nghe qua cái câu chuyện này Thì ngày hôm nay thì có một điều là Mỗi gia đình ở đây đó thì sẽ có mỗi cái hoàn cảnh khác nhau Và Thái Võ Sinh khẳng định là mỗi gia đình sẽ có mỗi cái hoàn cảnh khác nhau Không có ai giống ai Và cũng không phải gia đình nào ở Việt Nam cũng đối xử với người thân của mình như vậy Và thật sự là chúng ta có một điều mà chúng ta khó đánh giá bởi vì là cái lòng người đó quý vị khi mà những người em của chị này đối xử với chị như vậy thì thật sự là nó cũng hơi quá đáng lắm mà cái lỗi đó là hầu như là cái lỗi mà của tất cả ai cũng rất là dễ mắc phải đó là về cái lỗi gì quý vị đó là về cái lỗi về cái mặt tình cảm tin tưởng quá lớn đặt cho người thân của mình cái niềm tin quá lớn và khi mà đặt cái niềm tin vào những người thân của mình đó thương anh chị em của mình quá muốn dành những cái điều tốt đẹp nhất cho anh chị em mình, cho gia đình của mình. Để rồi khi mà dính líu đến cái chuyện tài sản, cái chuyện nhà cửa, thì bắt đầu là những người này, những người em của cái chị này lại sang ngang. Thì lúc này thì người buồn là ai quý vị? Thì thật sự là người buồn chỉ có bản thân của mình mà thôi. Chỉ có bản thân của cái chị này mà thôi. Thì thôi thì ngày hôm nay, đó có thể là một cái câu chuyện chia sẻ mà Thái Võ muốn gửi đến cho tất cả những quý ông bà, cô bác, anh chị chúng ta mình có thể mình được nghe, mình được biết. Lẫn là mình có thể mình, đâu đó mình rút ra được cho mình một cái bài học kinh nghiệm sống nha quý vị. Và nếu như mà quý vị nhận thấy video của Thái Võ ngày hôm nay chia sẻ là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ cho Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe đăng ký kênh. Cần thiết thì quý vị cũng có thể share, chia sẻ cái bài này cho nhiều người khác. Họ có thể được nghe, được biết, lẫn là họ có thể được đồng cảm cho chị này nha quý vị nha. Và cuối cùng thì Thái Võ cũng không biết nói gì hơn. Thái Võ xin cảm ơn và cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, luôn ủng hộ và luôn lắng nghe hết thông tin. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị chúng ta ở những thông tin, ở những câu chuyện kế tiếp.